Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan cũng vừa tiếp và làm việc với đoàn công tác trường chính sách công và quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, đến giới thiệu chương trình học bổng thạc sĩ chính sách công năm 2024. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tiến sĩ Phủ Thành Tự Anh, giám đốc trường chính sách công và quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, đã giới thiệu sơ bộ về Đại học Fulbright Việt Nam và các chính sách hỗ trợ của chương trình học bổng thạc sĩ chính sách công. Theo đó, chương trình sẽ đào tạo tri thức mới cho cán bộ, công chức là lãnh đạo dựa trên triết lý và phương pháp đào tạo của trường quản lý nhà nước Harvard Kennedy, kết hợp dung chuyển giữa lý thuyết hiện đại và tri thức toàn cầu và hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam. Khi trúng tuyển vào trường, các học viên có cơ hội nhận học bổng từ 50% đến 100% học phí. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao sự quan tâm của trường chính sách công và quản lý Fulbright đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời nhấn mạnh tỉnh luôn quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn. Do đó, ông Nguyễn Văn Thọ giao cho các sở ngành kết nối trường chính sách công và quản lý Fulbright để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về các chính sách, nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tế của tỉnh.